Đây là bả đậu nành. Bả này thì chắc là khá là nhẹ luôn mọi người ơi, nó không có mịn á. Nó cục cục như thế này nè. Chắc là nhẹ dữ lắm luôn á. Đây là bả đậu nành nha. Này, cái này là hạt đậu nành người ta ép lấy tinh dầu á, thì còn cái bả này nè. Kim Ngân xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa giờ thì hai vợ chồng Ngân đi về nhà, hai chồng Ngân không có ở xà lan. Giao hàng thì hai chồng cũng không có giao luôn. Hôm nay thì xà lan chuẩn bị đang chuẩn bị chạy ra Vũng Tàu để mà nhận hàng thì nhận hàng hơi gấp mọi người. Ngân với ông xã Ngân mới vừa xuống xà lan luôn. Chạy ra ngoài thì chắc là ngày mai xà lan mình có nhận luôn á. Bữa giờ không có đi theo xà lan, không có quay xà lan giao hàng cho mọi người xem rồi hành trình xà lan đi mấy bữa nay. Hai chồng Ngân đi lên bờ lưu bu quá cho nên là không có quay được. Quay clip cho mọi người xem mà quay cắt khúc. Nhận hàng xong, không có giao hàng, không có đi gì hết. Bây giờ tới giao hàng tại vì bữa giờ hai vợ chồng Ngân lưu bu quá. Suốt ngày đi về nhà chạy nhông nhông ngoài đường. Sáng hôm nay thì Ngân đã dời ra phía bên ngoài, Ngân đi nhận hàng rồi đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà hôm qua giờ Ngân một giây á, có hai chiếc xà lan công này đang cập vô. Chiếc của Ngân thì bây giờ đi vào trong cảng nhận hàng thôi. Ở đây thì có rất là nhiều phương tiện xà lan đậu đây nè. Sáng hôm nay thì bầu trời rất là âm u. Có lên nữa đi, lên nữa đi, lên nữa đi. Rồi, rồi, rồi. Cái neo của xà lan Ngân thì có buộc cọng dây đó nha. Tại qua giờ Ngân đậu trong bờ á, buộc con dây để căng cái lái. Bây giờ mình quay cái neo lên mình mở con dây luôn. Chà, thấy xiết chứ. Được, được. Em nhớ lúc trước mình có ma ní phải không? Mà có ma ní đó nó dễ gói hơn cái này á. Gói nó bị kẹt hoài. Buộc dây đi khỏi ma ní. Rồi mới xịt rửa xong bây giờ dơ nữa. Cái khi mà mình đậu trong bờ á thì xà lan của mình á dục đại xuống sông, thòng xuống sông cho nó sạch luôn đi anh Nguyên ơi. Nguyên cục sình luôn. Khi mà xà lan mình thả neo mình đậu trong bờ một mình á thì mình phải buộc cái dây neo này để mà căng cái lái xà lan mình ra mọi người.
mình thả neo mũi á, thì mình không có dây căng lái á, thì cái lái mình nó sẽ tấp vào trong bờ. Còn nếu mà mình muốn đậu không có tấp vô bờ thì phải hai chiếc, một chiếc neo mũi, một chiếc neo lái, thì nó mới không tấp cái lái mình vô trong bờ. Khi mà mình đi ra cái đầu dàm của Gò Gia thì có hai cái phao đỏ, một cái phao trong dàm và một cái phao ngoài này. Thì phao này là phao luồng nha. Khi mà xà lan mình đi khẩm á, thì mình phải chạy phía bên ngoài cái phao đó. Chạy phía bên trong á, thì sẽ mình sợ bị cạn á. Những cái chiếc tàu lớn á, thì người ta cũng chạy ngoài phao đó luôn, mình sẽ canh mình chạy. Từ đây mà mình đi vào trong cảng Phú Mỹ á, thì khi mà đi xà lan khẩm á, thì mình đều chạy ngoài cái phao đỏ đó hết. Đó, đây thì có hai chiếc tàu kéo nè. Tàu này thì mình sẽ gọi là tàu kéo, hoặc là tàu lay dắt, hoặc là tàu ủi. Tàu này khi mà lay dắt những cái chiếc tàu lớn á, những cái chiếc tàu biển to á, thì người ta không có thể nào tự cập cảng được, thì người ta sẽ nhờ tới những cái chiếc tàu lay dắt này dắt vào trong cảng. Ở phía trước Ngân có một chiếc xà lan nữa nè. Xà lan này không biết nhận cái hàng gì. Chiếc này thì của công ty chiếc Sài Gòn. Bây giờ thì xà lan của Ngân đã đi tới cảng container rồi. Đây mọi người xem nè. Ở trong cảng này thì có hai cái chiếc tàu container màu hồng luôn. Wow. Hai chiếc tàu container màu hồng, hai chiếc tàu lớn luôn á. Đậu hai chiếc tàu này đậu bít cái cảng luôn rồi. Siêu to luôn. Tàu này thì chắc có lẽ là cùng một công ty á cả nhà ơi, hai chiếc tàu này cùng một công ty á. To dữ lắm, to luôn á. Bây giờ thì buổi sáng á, trời rất là âm u luôn. Cho nên là không có thấy rõ cả nhà ơi. Ở đây thì cũng có một cái phao luồng nữa nè. Phao luồng này khi mà mình đi xà lan khẩm á thì mình cũng chạy phía bên ngoài phao luôn. Tàu này siêu to luôn á, những cái chiếc tàu này nó cao dữ lắm luôn cả nhà ơi. Những chiếc tàu này thì người ta chuyên về chở hàng container không à. Đó, hai chiếc luôn. Ở phía trước có ba chiếc tàu lay dắt luôn. Chắc là chuẩn bị có tàu lớn vào hay sao á. Ba chiếc tàu này ở trong Phú Mỹ chạy ra. Chiếc Phú Mỹ này thì hai máy. Có hai cái bô á. Chiếc này thì ba máy. Wow. Xem cái chiếc này ha. Xà lan mình nó so với chiếc này thì không xi nhê hết. Của Ngân đã đi tới cảng BSA rồi. Cảng này thì gọi là cảng SBBSA. Trong đây thì có một chiếc tàu lớn và sang mạng cho một chiếc tàu nhỏ nè. Đó, ở phía trước thì cũng có một chiếc xà lan đang nhận hàng nữa. Cả nhà thấy ở ngay chỗ chiếc tàu này thì có một chiếc xà lan đang nhận đó, thì nhận như thế này thì người ta sẽ gọi là sang mạng tàu nha. Tàu lớn sang cho xà lan của mình. Đó, còn ở bên này thì gọi là tàu lớn sang mạng tàu cho tàu nhỏ. Mình nhận tàu này thì mình nhận rất là nhanh luôn. Nhận vừa nhanh mà vừa khỏe nữa. Ở cảng BSA này thì có những cái gào rất là to luôn á. Những cái gào này thì mười mấy 20 tấn hàng á. Là hàng nha mọi người. Mình không có tính gào nha, mình tính hàng không nha. Chứ xà lan mình nhận thì mình lấy cái trọng lượng hàng thôi, chứ mình đâu có lấy cái gạo đâu. Cái cảng tổng hợp thị vải này á, có nguyên một đống mọt cưa luôn cả nhà ơi. Rất là nhiều luôn, lúc nào đi ngang đây cũng thấy cái đống mọt cưa này hết á. Ở đây có nguyên một cái đoàn xà lan. Xà lan này, xà lan của công ty. Nguyên một cái đoàn xà lan gồm có 7-8 chiếc gì đó. Xà lan này của Bình Dương. Những cái chiếc này người ta thiết kế cabin rất là thấp luôn, tại vì người ta đi qua những cái cầu thấp á, thiết kế cabin rất là thấp ở dưới luôn á. Wow. Cái chỗ này có cái chiếc tàu này thì giao xong cái mũi rồi, nhưng mà còn cái lái á, cái chiếc tàu nó nhổng cái mũi lên luôn. Tàu này giao hàng giống như xà lan vậy đó. Xà lan giao nhiều khi giao cũng bị nhổng mũi nhổng lái nữa, chiếc tàu này giao cũng bị nữa nè. Khi mà xà lan mình giao nhỏng như thế này thì
mình làm rất là cực luôn, tại vì trời mưa trời gió, dây cổ á, nắp hầm đồ cực dữ lắm. Mình giao hàng, nhận hàng á, mình nhận đồng đồng á thì nó sẽ khỏe hơn. Qua cái cảng BTC này nữa thì sẽ tới cảng Phú Mỹ. Ở đây có một cái con tàu này rất là lớn luôn nè. Tàu này hình như là đang giao bắp hay bãi gì đó. Tàu này nó cũng khá là nổi nhiều lắm rồi. Cái con tàu này nó siêu cao luôn cả nhà ơi. Tàu này mà muốn trèo lên tàu nhận hàng là vất vả luôn á. Cao dữ lắm luôn. Chiếc này chắc là giao hàng gần xong rồi á. Ở phía trước Ngân thấy có cái cừng cẩu đang cẩu á. Nãy Ngân thấy cẩu lên nó có cái màu vàng vàng giống như bắp với lại bãi vậy đó. Đây là cái buồng lái ở phía sau tàu nè. Mọi người thấy cái này nè. Cái này hôm bữa á, cái cục vàng vàng ở trên đó. Cái đó hôm bữa Ngân tưởng đâu là chiếc bo bo cả nhà, nhưng mà không phải, cái đó gọi là cái phao cứu sinh. Cái phao cứu sinh của tàu. Ở đây là buồng lái ở phía sau. Buồng lái này chắc chứa khoảng vài chục người ở trong đó được luôn á. Trong đó nó rộng dữ lắm luôn. Cái tàu này thì gồm có 6 nắp hầm. Ở ngay chỗ chính giữa này, cái này là cái thang của tàu nè. Khi mà cái tàu cập vào trong bờ thì người ta sẽ hạ cái thang đó xuống cho mình đi lên. Còn xà lan thì xà lan mình khi mà cập tàu thì mình tự lo, không có ai hạ thang cho mình đâu. Ở cái cần cẩu phía trong đó thì đang cẩu hàng lên đó. Nhưng mà bây giờ cái tàu này chắc có lẽ gần hết rồi, cái gào nó không có đầy. Với lại xà lan Ngân đang thấp ở phía dưới đó. Chiếc tàu này nó cao dữ lắm luôn, không có thấy được cái hàng ở trên đó là cái hàng gì. Đây là cái mũi tàu nè. Đó, cái mũi tàu cao khủng khiếp luôn nha. Siêu cao luôn. Quá chừng cái mũi tàu nhìn ở trên nó cao. Ở phía trước đây là những cái kho của Bungi. Chút nữa mình sẽ nhận hàng trong những cái kho này nè, mà không biết là người ta sẽ xuất cho mình cái kho nào. Đây hai chiếc tàu này là hai chiếc tàu lai dắt nè. Siêu bự siêu to luôn. Ở đây thì có một cái chiếc tàu đang nhận hàng nữa. Đó, xe người ta ben xuống một đống như thế này nè, rồi cạp người ta sẽ cẩu qua bên tàu. Mấy cái này mà trời mưa gió này nhận cực dữ lắm luôn mọi người. Trời mưa nhận cực lắm. Ở trong đây hiện giờ thì Ngân thấy tàu chuột với lại xà lan người ta nhận hàng nhiều lắm. Không biết là mình chắc là cặp vô chiếc tàu chuột quá anh ơi, chứ đâu có chỗ đâu đậu. Cả nhà ơi, bây giờ thì chiếc của Ngân đã cập vào trong cảng Phú Mỹ rồi, nhưng mà Ngân chưa có cập máng được. Ngân cập một cái chiếc tàu nhỏ. Tàu này đang nhận không biết là nhận bã hay là bắp nữa. À, chiếc tàu này đang nhận lúa mì. Nhận bằng cái máng này nè. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại chưa có làm hàng. Đây trong Phú Mỹ này thì cái gào này cũng là gào 20 tấn rồi nè. Ba Ngân đã cập bến rồi đó. Lấy cái bào đây. Lúc nãy điều độ kêu Ngân á chạy lên phía trước cập máng luôn. Cái máng bung ghi phía bên kia xong á, ngay chỗ chiếc nổi đang nhận là cái máng mà Ngân sẽ nhận á. Nhưng mà do là cái chiếc khẩm này đậu á, Ngân không có chen vô lọt, xà lan Ngân không có vừa cái lỗ đó, chen vô không vừa. Cho nên giờ Ngân đậu ở đây luôn nè, chiếc khẩm ve ra đi rồi chiếc Ngân sẽ chạy tới Ngân cặp.
con. Bây giờ ở phía trước thì đang lấy bao che cho đỡ bụi, che vô mấy cửa sổ á. Hello, Kim Ngân xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ thì xà lan của Ngân đã chạy vào cảng Phú Mỹ rồi, chạy từ lúc sáng á mọi người ơi, nhưng mà bây giờ xà lan của Ngân vẫn chưa nhận hàng nữa. Sáng Ngân chạy vào trong đây thì khoảng lúc đó là 6 giờ mấy 7 giờ á, cho đến bây giờ là 5 giờ mấy gần 6 giờ chiều rồi nhưng mà vẫn chưa nhận hàng. Ngân đang chờ cái chiếc xà lan tại trước này nè. Chiếc này nhận xong thì mới tới xà lan của Ngân nhận. Bây giờ là 5 giờ mấy chiều thì cảng người ta cũng đã nghỉ ca rồi, không có làm việc. Nhưng mà xà lan này thì còn khoảng 200 mấy tấn nữa là xong rồi đó. Nhận chiếc này nhận từ sáng giờ luôn á cả nhà, lúc mà Ngân dời vô là chiếc này mới vừa nhận chút à. Nhận tới giờ chưa đầy. Tại vì hồi trưa giờ á trời cứ mưa hoài à, chút xíu cái chuyển mưa rồi mưa lâm râm, chuyển mưa lâm râm làm hoài cho nên là làm hàng cũng không có được luôn. Sáng giờ xà lan của Ngân vào trong đây nha, nhận bụi. Quá chừng bụi luôn. Ở phía trên đó thì có một cái chiếc tàu tàu biển đang nhận hàng, nhận lúa mì. Ở phía dưới này thì xà lan nhận bã đậu, cho nên là bụi dữ lắm luôn. Chiếc xà lan tại trước của Ngân nhận nè. Chiếc này thì cái trọng tải hình như cũng 1.600 hay sao á, cũng bằng với cái trọng tải xà lan của Ngân luôn. Nhận từ hồi sớm tới giờ. Bã này thì hình như là khá là nhẹ mọi người. Đây thì người ta còn nguyên cái nắp hầm mà mới nhận được, nắp hầm 2 nè. Hầm sau thì mới nhận được nắp hầm 1 à. Hầm trước thì nhận được nắp hầm 3 rồi. Còn ở ngay chỗ phía sau này nữa. Chắc còn khoảng 200 mấy 300 tấn nữa. Bây giờ thì người ta đang nghỉ ca rồi, không biết là chiếc này khi nào sẽ xong đây. Hy vọng là trời quang mây tạnh nhận hàng cho nhanh nhanh ra mọi người. Hôm nay thì Ngân sẽ nhận cái hàng của Bungki, thì mình sẽ nhận bằng cái máng dài đó đó, cái ống dài đó luôn á. Xà lan của Ngân đã cập vào trong cảng xong rồi, đã lên dây hết rồi. Thường thì xà lan mình cập cảng thì mình sẽ lên 4 cọng dây nha, cọng dây mũi, cọng dây lái và 2 cọng dây cá đó. Xà lan Ngân đã lên 4 cọng dây rồi, đang hạ thang đường này nè chú, đang chờ cho những cái người bắt hầm hàng á, họ xuống họ kiểm tra hầm hàng. Ngân đã lên đồ rồi đây, Ngân lên đồ chuẩn bị chút xíu nữa. Xà lan Ngân bắt hầm hàng xong thì Ngân sẽ đi lên trên cảng, Ngân đóng cảng phí, Ngân trình thủ tục giấy tờ đó. Cảng Phú Mỹ thì rất là nghiêm ngặt luôn. Khi mà mình lên cảng thì mình phải đội nón bảo hộ nè, mặc áo dạ quang và mang giày bảo hộ nữa thì người ta mới cho mình đi lên cảng nha. Cho nên là bây giờ Ngân đã trang bị sẵn sàng hết rồi. Chút nữa thì có bên giám định ở bên Bungki xuống kiểm tra hầm hàng mình xong và ký tên biên bản xong là mình sẽ nhận hàng á. Bây giờ mới cập vào à, chưa có nhận hàng cả nhà ơi, còn chờ đợi rất là nhiều thủ tục luôn. Chắc khoảng cả tiếng nữa thì Ngân mới có nhận á. Lên đồ rồi, bây giờ thì Ngân đã lên đồ rồi. Nhìn cái màu áo này thì có người nói Ngân á giống như mấy bà quét dọn ngoài đường. Ở trên cảng này thì xe ben chạy khá là nhiều luôn, tại vì người ta nhận hàng của bên tàu á, cho nên là mình mặc áo dạ quang này á, khi mà mình đi qua đường thì người ta sẽ thấy mình, chứ xe chạy lên xuống rất là nhiều luôn.
lấy hôm nay là thức trọn đêm nay luôn rồi cả nhà ơi. Tại vì mùa này thì đang là mùa mưa, cho nên là tối phải thức canh chứ không có dám ngủ. Bây giờ thì có một cái anh ở bên Bung Bi á đang xuống kiểm tra hàng hàng Ngân nè. Anh Nguyên đang đi cùng ở dưới để mà chỗ nào dơ thì mình sẽ quét lại. Đó, anh đang chỉ với anh Nguyên ở dưới chỗ nào dơ thì mình sẽ quét lại. Cho anh đi kiểm tra luôn. Bên Bung Bi á, kiểm tra hàng khó dữ lắm cả nhà ơi. Đi CU hay Bung Bi? CU hả? CU giống như kiểm định của cảng này. Mấy cái người này là những cái người bên CU kiểm định hàng quá. Kiểm tra hàng rất là khó luôn. Ngay chỗ đó nó còn một ít bã của chuyến hàng vừa rồi Ngân nhận á, bây giờ phải quét lên hết cho sạch sẽ luôn.